Đây là một buổi tối thường ngày của cựu danh thủ Đỗ Khải, lá chắn thép một thời của đội tuyển Việt Nam trong những năm đầu hội nhập cùng với bóng đá khu vực. Chỉ cần không có việc bận quá quan trọng thì ông lại ra sân phủi, tận tay chỉ đạo, hướng dẫn cho các cầu thủ tập luyện và thi đấu. Bởi với ông, dù đã giải nghệ được 18 năm, nhưng việc tham gia sân chơi phong trào cũng khiến ông phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ bóng đá đỉnh cao. Thật ra cái đó là một cái đam mê của mình. Và tôi cũng đi làm những cái đội bóng, chẳng hạn như là bóng Sacombank, chỉ là đội bóng phong trào thôi. Mình làm chính là mình tìm cái niềm vui cho mình, cái về mình đang nhớ về bóng đá, mình muốn tìm cái niềm vui trong bóng đá. Dù chỉ chưa có đến 7 năm gắn liền với bóng đá đỉnh cao, nhưng cựu danh thủ Đỗ Khải là một trong những mảnh ghép của thế hệ vàng với những Hữu Thắng, Hồng Sơn hay Hoàng Bửu. Người đàn ông sinh năm 1974 cùng với các đồng đội chính là những người đã mang về những danh hiệu đầu tiên cho bóng đá Việt Nam với 2 tấm huy chương bạc, 1 tấm huy chương đồng SEA Games cùng với Á quân của Tiger Cup năm 1998. SEA Games 18, 95 tại Thái Lan thì có ấn tượng đối với tôi nhiều nhất. Thật ra cái giải đó là một cái giải mà lần đầu tiên tôi tham dự một cái giải bóng đá lớn tầm khu vực. Khi mà trở lại bóng đá khu vực á, trước đó đã tham gia kỳ SEA Games 16 ở Philippines và 17 tại Singapore. Thì trong hai kỳ SEA Games đó là đội tuyển mình đã bị loại từ vòng đấu bảng. Mặc dù vào cái giải đấu thì những nhà chuyên môn hoặc là những giới truyền thông thì không đánh giá cao đội tuyển Việt Nam. Thì chúng tôi đã từ giải quyết từ trận đấu 1-1, chúng tôi vào bán kết, xong rồi vào chung kết. Sau khi giã từ sân cỏ, Đỗ Khải đã chuyển sang công tác tại ngành hải quan. Công việc ổn định giúp ông có thể lo được một cuộc sống êm ấm cho gia đình và vợ con. Do vậy, việc phải từ giã niềm đam mê khi mới 27 tuổi ít nhiều vẫn là điều trăn trở với ông dù đã 18 năm qua đi. Thật ra đối với tôi, bóng đá nó giống như là cuộc sống. Nhưng khi mình rẽ theo một hướng khác thì cái thời điểm nó thật ra mình rất là mình có cảm giác là mình không nghĩ là mình có thể mình giải nghệ sớm đến như vậy. Sau khi tôi bị chấn thương năm 2001 thì cái thời điểm đó là bắt đầu đội hải quan giải tán đội bóng thì bắt buộc tôi phải rẽ theo một con đường khác. Tôi nghĩ thời điểm đó rất là khó khăn. Tại vì thật ra cái môi trường bóng đá, mình đã quen với môi trường bóng đá mà mình đã đam mê nó rồi. Xong mình chuyển qua lại một cái công tác khác không có liên quan gì tới bóng đá. Thì thật sự là mình cảm thấy rất là cái cảm giác mình không có bóng đá thì mình nhớ bóng đá. Những lúc nhớ bóng đá, cựu danh thủ một thời lại xỏ giày ra sân để dạy bóng đá cho các em nhỏ. Với ông, công việc này không chỉ nhằm vơi bớt nỗi nhớ nghề, mà còn là cách để phát hiện và ươm mầm những tài năng cho bóng đá Việt Nam. Tất cả các đời huấn luyện viên trước ấy, thì người ta nhìn vô bóng đá Việt Nam mình, người ta nói mình xây nhà từ trên nóc. Mà muốn đi nước ngoài thì người ta nhìn nhận rất là đúng. Thì sau này tôi nghĩ là bóng đá Việt Nam mình đang đi đúng hướng, mình đào tạo từ những cầu thủ trẻ, những cái cơ sở tập luyện tốt. Và đến hôm nay mình đã gặt được cái thành quả là cái lứa cầu thủ sau này rất là tốt. Cuộc đời có nhiều ngã rẽ và Đỗ Khải đã phải chọn lựa cho mình một lối đi. Nhưng dù trên con đường nào thì sân cỏ và trái bóng vẫn là ưu tiên của ông. Ở tuổi 45, cựu trung vệ một thời có lẽ là người thành công khi đầy đủ công danh, gia đình và sự nghiệp cùng một đam mê trọn vẹn với trái bóng.